Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay nhà đất Hóc Môn Giao Thoát sẽ giới thiệu với quý vị một lô đất ở xã Xuân Đức Sơn, huyện Hóc Môn. Ok thưa quý vị, đây là đường vào lô đất của mình đây quý vị nhé. Đường bê tông 3m. Bên tay phải màn hình quý vị là lô đất mà Tuấn Hòa muốn giới thiệu với quý vị. Ok, lô đất của mình có chiều ngang là 4, chiều dài là 20 quý vị nha. Giá lô đất của mình là 2,5 tỷ, còn thương lượng cho khách thiện chí. Quý vị có nhu cầu mua lô đất này thì hãy liên lạc với Tuấn Hòa theo số điện thoại 0908214842. Tuấn Hòa dẫn quý vị tham quan lô đất quý vị nhé. Lô đất của mình có chiều ngang là 4, chiều dài là 20. Quý vị nhìn xem là hai bên cạnh cái lô đất của mình thì người ta đã xây nhà kín rồi. Lô đất của mình lọt thỏm giữa hai căn nhà. Quý vị mua về thì quý vị xây nhà rất ok. Vì lô đất của mình quy hoạch khu dân cư hiện hữu. Cho nên quý vị mua lô đất này về quý vị xây nhà và hoàn công được luôn quý vị nhé. Quý vị có nhu cầu mua lô đất này thì hãy liên lạc với Tuấn Hòa theo số điện thoại 0908214842. Tuấn Hòa cũng xin chia sẻ thêm quý vị là từ cái lô đất của mình mà quý vị ra cái đường lớn ấy, thì khoảng tầm 40-50m là quý vị ra đường nhựa lớn rồi, rất xin ok. Từ lô đất của mình mà quý vị ra chợ chữ S ấy, thì khoảng tầm 600-700m quý vị nhé. Từ cái lô đất của mình mà quý vị ra đường Nguyễn Thị Thở thì khoảng tầm 400m. Nên là cái xung quanh cái lô đất của mình có rất nhiều các tiện ích dân sinh, rất thích hợp để mua lô đất này để xây nhà ở quý vị nhé. Quý vị có nhu cầu mà tham khảo thêm về nhà đất Xuân Đức Sơn Hóc Môn ấy, quý vị hãy bấm vào cái đường link mà Tuấn Hòa chia sẻ với quý vị trong cái phần mô tả và cái phần bình luận của video này. Quý vị có yêu thương Tuấn Hòa thì hãy đăng ký kênh của Tuấn Hòa. Tuấn Hòa có động lực tiếp tục chia sẻ với quý vị về bất động sản Hóc Môn, về cuộc sống Hóc Môn, về các con đường Hóc Môn quý vị nhé. Thì Tuấn Hòa cũng nói lại với quý vị là lô đất của mình ở xã Xuân Đức Sơn, huyện Hóc Môn. Diện tích lô đất của mình là 4x20, quy hoạch khu dân cư hiện hữu, sổ hồng riêng quý vị nhé. Giá lô đất của mình là 2,5 tỷ đồng, còn thương lượng cho khách thiện chí. Quý vị có nhu cầu mua lô đất này thì hãy liên lạc với Tuấn Hòa theo số điện thoại 0908214842. Tuấn Hòa dẫn quý vị tham quan lô đất quý vị nhé. Tuấn Hòa cũng xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành cái thời gian quý báu của mình để xem cái video của Tuấn Hòa. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Thank you.